Mạnh làm về gà, mỗi ngày con đều chặt gà ra thành nhiều miếng nhỏ để đóng gói, như vậy có tội không? Thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện vui. Để có cái ông đó, có con dê á, nó chết xuống dưới địa ngục á, nó mới thưa với ông Diêm Vương á, nó nói dạ bẩm Diêm Vương, xin Diêm Vương dự xử mấy người này giùm con, họ họ giết con, họ ăn thịt. Ông Diêm Vương họ hỏi là họ làm gì con? Nói trời, họ chặt con, họ nhổ lông, họ làm, họ ướp, rồi họ nướng, họ chiên. Kể một hồi cái ông Diêm Vương vỗ bàn cái bóp, nó im, đừng có nói, ta thèm. Giờ trở lại câu hỏi ha. Thưa đại chúng, là khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta khó lòng mà chúng ta trọn vẹn được tất cả những gì mà chúng ta muốn. Thì bây giờ á, cuộc sống làm ăn, vì sự sống các vị có lỗi ở phần này, nhưng bù lại các vị tu tập tốt ở những phần khác. Thí dụ trong năm giới mình không trực tiếp sát sinh, nhưng vì cuộc sống mình cũng có dính phần, thì thôi mình chịu cái phần này là mình chưa trọn. Nhưng bù lại trộm cắp, tà hạnh, nói dối, rượu chè, cờ bạc mình không làm, thì cái này cũng là đa phần của cư sĩ rồi. Bởi vì năm giới mà quý vị tu vậy nè, người nào mà tu được một hay hai giới là tiểu phần cư sĩ, tu được ba giới là bán phần cư sĩ, tu được bốn giới là đa phần, tu được năm giới là toàn phần. Thì bây giờ mình được bốn giới kia mình không làm thì mình là đa phần rồi, chỉ có cái phần này mình chưa làm được thôi. Mà đây là không phải là mình cố tình mình muốn nữa, vì cuộc sống thôi. Còn nếu mà nói đúng hơn, cho dù mình không làm cái nghề này, nhưng mà cái sự sát sinh mà gọi là vi tế chúng ta xảy ra đều đều. Ví dụ như đang ngồi đây có con gì nó bò nhột nhột, cái lấy tay phủi về cái nó chết. Mình đâu có cố tình đâu, nhưng mà tại nhột nhột chịu không được cái mình phủi nó chết. Ai biểu cái đầu mình láng chi? Thì thưa đại chúng, là quý vị đi xe từ ở xa, quý vị đi 2 tiếng trên này, thì những cái con mà thiêu thân nó cũng lao vô đèn, nó chết mớ vậy. Rồi mình lái xe, mình đi đường, nói chung là trong cuộc sống này, cái gì mà chúng ta đừng khởi từ cái tâm ác của mình thôi. Còn cái chuyện mà vi tế vô tình khó tránh được. Thì cuộc sống là chúng ta cần phải sống. Bây giờ Pháp Hòa mà nói là ông, anh làm cái này không được, anh phải kiếm nghề khác đi, anh làm cái này anh tạo nghiệp, mà trong khi đó em không tạo ra được cho anh việc làm, em không dám nói, lỡ anh nghỉ anh thất nghiệp tiền đâu em nuôi, phải không? Cho nên hồi nãy Pháp Hòa cũng nghe đó, quý vị biết á, tại sao người Trung Hoa ăn dầu hào? Người Trung Hoa ăn chay, ăn dầu hào, ăn con hào. Vì có một hôm nọ đi ra cái bờ biển đó, cái người đó họ đói quá, họ không có gì để họ ăn hết. Thì có một vị thiền sư mới nói rằng bây giờ á, khấn nguyện Đức, nghĩa là Bồ Tát Thiện Thần Long Thiên Hộ Pháp Linh Thiêng, bây giờ muốn cứu cho chiếc thuyền này sống sót, lấy cái cây cắm xuống nước này, con gì mà bám vô cây này thì coi như đem lên là coi như là các vị hoan hỷ cho ăn cái con đó. Thì đem cái cây sào chống xuống nước thì kéo lên là các con hào nó bám vô đó. Thì từ đó về sau các vị mới phương tiện. Cũng giống như Pháp Hòa nói, nếu mình muốn ăn chay mà tinh sạch kỹ lưỡng ở nhà mình ăn, còn chấp nhận ra một cái quán bán mặn mà kêu cho tôi dĩa mì xào chay, chay đem ra thôi chứ ở trong đó nó bao nhiêu lon mình đâu biết, phải không? Ví dụ cái chảo họ mới vừa cắt cá, họ đem họ cắt cải cho mình, cái gì cũng khuất mắt mình thôi. Mà chay đây là cái món ăn và cái tâm mình chay, chứ còn phải ê để tôi vô bếp cho tôi coi chảo, cho tôi coi nồi, nó nói thôi tôi thà khỏi bán dĩa mì này. Không, thành thử mình phải biết giải thoát hay không là chỗ đó, chứ không phải là đợi tới cái miếng chay mới giải thoát đâu. Cho nên ở đây vì cuộc sống của chúng ta, giống như ở Hàn Quốc này, cái giới thứ nhất này cũng có phải du di cho các vị, bởi vì quý vị sống ở xứ biển mà bây giờ không có làm biển thì làm sao sống. Cho nên có một vị đại sư ở đây cũng phương tiện cho các vị đành phải sát sanh, nhưng mà vì cuộc sống thôi.
Quý vị biết ở bên Tây Tạng á, người ta đâu có ăn chay tăng mặn. Nhưng mà ở xứ Tây Tạng á, là không có nuôi, không có trồng được thì ta ăn vậy nè. Thay vì người ta ăn một con vịt đúng không, con gà nhỏ quá ăn được có mấy người à, người ta chấp nhận cũng một cái xác chết, cũng một con vật chết, một lần sát sanh. Nhưng mà người ta giết cái con chác. Con chác là con bò núi của Tây Tạng. Thì cái con bò núi này nó có nhiều công dụng lắm. Lông của nó đó làm áo ấm mặc, làm những tấm màn che ở trước cửa của họ. Tại vì cái tấm vải đó đặc biệt á, mùa đông á giữ ấm mà mùa hè là mát. Cái lông của cái con đó đó và cái mỡ của nó làm được dầu để mà đốt, làm được món ăn. Thịt của nó một lần giết ra ăn cả trăm người. Thì cuộc sống của người ta phải thôi. Đó, cho nên cái này không có phải là mình tội lỗi, nhưng tự mình cảm nhận mình có cái tâm tàm quý là tốt. Nghĩa là con biết việc này con chưa trọn, nhưng mà đứng trên phương diện tu hành, mình tu cái nào có thể, còn cái nào chưa thì mình đành có lỗi vì cuộc sống. Ở đây hồi nãy Hòa nói tiểu phần, bán phần, đa phần, toàn phần. Các vị tu được như vậy là khá rồi. Chứ còn bây giờ nếu mà bắt mà răm rắp giữ năm giới thì chắc có lẽ mình chưa làm được. Nhưng mà mình cố gắng là đã một cái tiến bộ rồi. Sau đây con có vài điều xin thầy quan hỷ giải đáp cho con được hiểu. Người đã mất rồi được quy y không ạ? Vì con muốn quy y cho người nhà đã khuất mà không biết được hay không. Thưa đại chúng, như hồi nãy thầy Minh Mẫn có nói đó, là mình quy y đó là mình từ cái nhận thức của mình. Thí dụ mình quy y dùm, quy y cho mấy đứa nhỏ, cái đó gọi là quy y để kết duyên thôi. Chứ còn thật sự ra quy y là phải từ cái tâm thức của mình phát nguyện và tiếp nhận cái đó. Mình phải nghe được cái điều đó, mình mới hiểu được cái điều đó thì mình mới quy y được. Thấy không? Rồi bây giờ người mất rồi thì mình nghĩ rằng cái tâm thức của họ vẫn còn đâu đó chưa được hiểu biết, thì mình mong rằng cái tâm từ của chư tăng rải đến các hương linh đó, khai thị cho họ để họ phát tâm nương tựa Tam Bảo bằng cách là quy y hương linh. Thì xưa là trong Phật giáo Bắc truyền chúng ta có cái nghi thức quy y cho các hương linh. Thì các vị muốn thì có thể đi về các chùa nhờ các thầy hay các sư cô giúp cho. Nhưng mà cái đó là một cái tâm nguyện của mình đối với người thân của mình khi họ đã khuất. Và nếu như tâm thức của họ, thần thức họ còn đâu đó thì nhờ cái năng lượng đó mà họ cũng được phát tâm hướng Phật để mà họ siêu thoát. Thật ra trước hết là người sống nè. Người sống đã trọn vẹn cái tâm của họ đối với ông bà tổ tiên khi đã mất. Xin thầy quan hỷ cho con lời dạy tại sao sống tiết kiệm từ một việc nhỏ, ví dụ như sử dụng nước, nấu ăn, những vật dụng trong gia đình. Con đã nghe thầy dạy, con hiểu và đang sống như lời thầy dạy, nhưng chồng con thì không biết nên nhờ thầy cho con lời dạy để chồng con hiểu. Này làm không xong mới giao qua em nè. Bởi đời nó vậy đó. Cục muối thì muốn chia hai, cục đường lụm hết. Thật sự thưa đại chúng á, mình có sống phung phí thì cái đó là quyền của mình thôi, phải không? Nhưng chúng ta nên nghĩ như thế này. Ví dụ như mình thường nói là không phí sức khỏe. Mình làm cái gì trong cái khả năng của mình mà mình làm hơn thì mình phí sức. Và cái gì phí thì nó dễ gì? Nó dễ hao mòn tổn giảm. Cũng thế thôi. Thí dụ bây giờ mình có 100 đồng, nếu mình xài tiết kiệm thì 100 đồng đó cũng của mình chứ có ai xài được 3 tháng. Nhưng mà nếu mình phung phí, 100 đồng đó của ai? Cũng của mình, nhưng mà nó mau hết. Mà cái gì phí thì nó hết, mà nó hết thì mình mau không có thôi chứ có gì đâu. Thành thử ra cái này là do cái nhận của mỗi người. Không có gì tội hết, không có nói anh xài phí về tội, không ai rảnh đâu bắt tội mình. Nhưng mà mình phải thực tế một chút, tại sao của mình cái gì nó không cần thiết phải phung phí thì tại sao chúng ta phung phí? Cái gì mình làm không đúng là nó phí à? Phong, và ví dụ vậy nè,
quý vị rót lên cho Hòa ly nước, mà Pháp Hòa đang khát nước, Pháp Hòa uống nước, thì ly này có phí không? Không. Nhưng mà nếu mà Pháp Hòa không có khát mà đem lên đây để, thì nãy dư nè, cái dư này lát bỏ cái thành ra phí. Vậy thôi. Bây giờ mình á, mình đói đói bụng, rồi mình ăn đủ cái mình ăn, cái dư lại mình đem bỏ ở đâu phí. Vậy thôi. Thành ra phí nghĩa là khi chúng ta dùng nó không đúng, cái chỗ cần xài chúng ta không xài, mà chỗ không cần xài chúng ta không phí. Vậy mà đem tiền vô casino không thấy phí, đem tiền vô uống rượu không thấy phí, mà ngộ cái là cho người giúp người lại thấy phí. Thì mình thấy rõ ràng cũng là một cái quan niệm để sống. Nhưng mà cái quan niệm này đó, quan niệm này mình sống hơi về phần mình, không? Gọi là ích kỷ. Còn nếu mình sống lợi người một chút thì mình biết nhìn ra cho mọi người, tất cả đều là của mình thôi. Nhưng nếu chúng ta làm cực khổ, chúng ta thấy được cái giá trị của nó, thì chúng ta sử dụng nó để cho nó không lãng phí. Chứ còn không có ai nói là anh xài như vậy á, Phật phạt anh hay là Chúa phạt anh, không có ai phạt gì mình. Nhưng mà nếu mình không xài đúng thì mình đã phí được cái miếng nước, thì từ từ mình phí những cái lớn hơn, như là sức khỏe, tiền của, và thậm chí mình không biết trân quý những gì mình đang có xung quanh mình. Tại vì khi mình đã thành một cái thói quen phí rồi, thì không những nước nôi cơm ăn hàng ngày mình phí, mà mình phí những cái khác nữa. Chẳng hạn như mình có một tình cảm người ta quý mến mình, mình không biết trân trọng, tức là mình phí. Mà hễ một mai đó khi mà cái tình cảm đó nó hết rồi, thì mình muốn xin lại cũng khó lắm. Cho nên tất cả đều tùy vào cái chánh niệm mà chúng ta nhận được thôi. Đó. Ví dụ như có nhiều người nói đi hành hương là phí tiền. Nhưng mà thật sự bây giờ mình nghĩ là cái đó là quyền của mỗi người, và cái luật của nó thành ra một cái đời sống của con người là mỗi năm đi làm ra rồi để dành tiền để đi du lịch. Thì người ta đi Âu Châu, Úc Châu, người ta đi vãng cảnh, người ta du lịch, người ta ăn chơi, đó ai nói người ta tội, đó quyền của người ta. Nhưng đối với một Phật tử, chúng ta đổi cái subject, chúng ta cũng du lịch đó, nhưng mà du lịch tâm linh, đi chùa, nghe pháp, nghe giảng, vân vân. Đấy, quý vị Việt Nam mà biết Pháp Hòa sang đây mà mua vé bay qua đây. Rồi quý vị Phật tử ngày hôm qua Pháp Hòa đi ra về rồi, vậy mà có những vị đi xe điện, đi xe taxi 2-3 tiếng tới, mà lúc đó Pháp Hòa sắp sửa ra về rồi, tấp vô chụp được một tấm hình thôi, rồi ra xe đi về lại. Đó là tấm lòng của các vị. Mà các vị thấy vui thì các vị không thấy cái đó là một cái gì đó nó phí. Nhưng mà mình làm được một cái việc mà mình vui, mình thấy đúng. Con là một Phật tử tại gia, con đã nghe băng của thầy nhiều rồi, và hôm nay chúng con lại có duyên lành được gặp thầy. Thầy hoan hỷ cho con một lời khuyên. Phòng ở của con ở Hàn Quốc chỉ có một phòng khép kín. Con đã để ảnh Phật trên cao và hành trì theo hạnh của Phật. Thầy ơi, vợ chồng con ở mỗi người một nơi, những lúc chúng con gặp nhau, chuyện sinh hoạt vợ chồng không tránh được, thì để ảnh Phật như vậy chúng con có tội bất kính không? Thầy cho con một lời khuyên để như thế nào không phạm lỗi. Thôi thì bây giờ nếu mà như vậy đó thì mình không nên để hình Phật ở đó, không? Mình để Phật ở trong tâm thôi. Thì thật sự ra mặc dù Phật không có buồn phiền trách phạt chi cái chuyện đó, vì đó là một cái hình ảnh thôi. Nhưng mà bởi mình là một Phật tử, một khi đã có một hình Phật, dù không lập được bàn thờ, thì ít nhất cái chỗ treo đó cũng mang cái tính chất thanh tịnh. Còn nếu như mình chưa được như vậy thì thôi, thà mình đừng để tâm mình khỏi áy náy. Mình để mà mỗi lần mình có những cái sinh hoạt như vậy thì nó làm cho cái tâm mình không an, thì nó cứ bất an hoài cũng không nên, phải không? Thành thử ra nếu Phật ngồi đó mà làm cho mình không thoải mái thì, và mình cảm thấy tội lỗi, thì không nên. Cho nên quý vị, Phật có nhiều cách thờ, lập được bàn thờ tốt, không có thì mình treo ở đâu đó, nhưng mà chỗ đó cũng là cái chỗ để mình trang nghiêm tôn kính, mình đi tới lui mình thấy. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép nữa thì thôi, là không cần thiết. Rồi quý vị để Phật ở trong tâm của mình, hoặc là mình quy định mỗi tuần, mỗi tháng gì đó mình đi tới chùa mình lễ Phật cũng được. Như vậy đi, nhưng mà quý vị thấy nhẹ nhàng trong tâm hơn. Chứ không thôi là
nặng nề khó chịu mà mình cảm thấy mình bất kính với Phật vậy đó. Thôi một câu nữa rồi mình nghỉ ha, vì hết giờ. Kính bạch thầy, chị hai con và gia đình con đều biết về Phật pháp, nhưng chồng của chị con lại không biết về Phật pháp. Nhưng mẹ con thì muốn chị hai con dẫn anh rể con đi quy y, nhưng chị hai con không dám nói với anh rể. Đến một ngày mẹ hỏi hai chị con anh rể quy y chưa, thì chị con nói dối với mẹ là quy y rồi. Và mẹ hỏi pháp danh là gì, thì chị con bảo pháp danh là Quảng Lượng. Để thầy phải bái chị này làm sư. Từ đó mẹ đi đâu hay cầu nguyện gì cũng gọi pháp danh anh rể con là Quảng Lượng. Vậy con hỏi thầy, như vậy chị con có phạm giới hay mang tội gì không? Chị này không những không có tội mà còn có phước. Thưa đại chúng á, quy y á là tự mình phát tâm. Thật ra bà mẹ rất có lòng muốn tất cả con cái dâu rể hướng Phật. Nhưng mà nhiều khi á, mình nóng lòng mình muốn dâu rể hướng Phật, nhưng mà bây giờ mình muốn người ta mà tâm ta chưa phát, phải không? Rồi mình cứ ép riết cái con mình sanh ra cái lỗi nói dối, nói dối. Thì bây giờ á, cái vị Phật tử này á, nói dối mà không có phạm lỗi nói dối là bởi vì chỉ không muốn mẹ phiền hà, và cũng không muốn làm cho chồng, nghĩa là khi chưa phát tâm thì sao người ta thích được cái chuyện đó. Rồi bây giờ á, tự đặt cho chồng mình luôn pháp danh là Quảng Lượng mới ghê gớm chứ. Nhưng mà rất là hay. Quảng là rộng, lượng là cái tâm lượng. Vậy thì trong cái vô tình mà đặt đúng pháp danh, nghĩa là cho vị này luôn luôn cái tâm mở rộng ra để biết hướng tâm về Tam Bảo. Rồi bây giờ bà mẹ đó đi cầu nguyện cho con rể, đọc tên xong rể con à, Nguyễn Văn Hẹp, pháp danh Quảng Lượng. Được không? Được hết. Phật ở trên kia cao lắm, nhưng mà vẫn nghe được hết tiếng của mình. Cho nên không có sao hết, không có sao hết. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng á, đây cũng là một cái bài học chung cho tất cả. Nhiều khi mình thích cái tôn giáo của mình quá, rồi mình cứ tìm mọi cách mình ép uổng người ta, mà người ta không phát tâm thì người ta nói những cái lời nói khó nghe rồi mình phải phiền hà, phải không? Thành thử ra người chị này rất là tội, vừa không dám làm mẹ buồn mà vừa không dám nói với chồng, sống cái cảnh mặc dù cái chuyện này đâu đáng gì đâu, phải không? Nhưng mà hễ đem ra cái đó thành câu chuyện, cái có vấn đề. Thôi thì bây giờ chị không có phạm nó tội nói dối, và đồng thời mẹ cầu nguyện cho anh rể mình như vậy cũng không có sao hết. Chỉ mong một ngày nào đó anh rể này sẽ đạt được cái tâm như là người vợ đã đặt pháp danh, phải không? Mà hỏng chừng người vợ này đời trước, phải không? Nếu mà nói theo đời này á, người vợ này là thiện hữu tri thức của chồng. Thiện hữu tri thức cách nào? Đây gọi là giáo thọ thiện tri thức, mở tâm của chồng mình bằng cái tâm Quảng Lượng. Rất là hay. Cho nên là mẹ nào có cái tâm muốn rể dâu mình đổi hướng hết thì đây cũng là một bài học nè. Pháp Hòa trả lời cũng nhiều câu hỏi, và câu hỏi này hay lắm. Kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là thứ năm ngày 8 tháng 6 năm 2017, chúng ta đang ở tại hội trường chùa Quan Âm Odense ở nước Đan Mạch, trong cái dịp chuyến đi Phật sự Âu Châu của Pháp Hòa, và đây là địa điểm thứ ba sau gần một tuần Phật sự ở đây, nghĩa là chuyến đi còn thêm một gần tháng nữa, coi như là gần 5 tuần lễ, mà bây giờ sắp sửa hết 1 tuần rồi. Thì mỗi chỗ Phú Hòa đi khoảng 1 ngày hoặc là 2 ngày, và mỗi chùa đến thì ít nhất cũng phải 2 buổi. Thì hôm nay thật là một cái niềm vui cho Pháp Hòa, là dù là ngày thường
Nhưng mà đại chúng cũng đã thể hiện cái tình thương của quý vị dành cho Pháp Hòa bấy lâu nay, mà quý vị không quản ngại đường xa, thậm chí còn phải nói dối với hãng là tôi bệnh, để mà được đi cái buổi hôm nay. Thì mình sẽ có một câu hỏi là nếu mình đi nghe Pháp mà mình nói với hãng là mình bệnh, vậy mình có phạm tội nói dối không? Nó tùy trường hợp. Nếu mà mình nói mình bệnh thì mình nghĩ là mình nói dối, nhưng mà mình đâu có bệnh thân, mình bệnh tâm. Tôi bệnh tâm cho nên tôi đi nghe Pháp. Thì tôi đi nghe Pháp thì tôi vui. Tôi vui cái tôi hết bệnh, cái tôi về tôi làm tốt hơn cho ông. Vậy thì nói bệnh mà tại vì mình cứ nghĩ bệnh thân thôi. Chứ còn chúng sanh mình thì thân bệnh thì có thể có người có người không, chứ tâm bệnh thì hầu như ai cũng có, ít hay nhiều, nặng hay nhẹ. Thì bây giờ tôi làm mà tôi không có tinh thần, bữa nay tôi relax một bữa, tôi enjoy một bữa, tôi đi chùa, tôi nghe Pháp, tôi hết được cái tâm khổ buồn của tôi, thì tôi trở về tôi làm cho ông tốt hơn. Thế thì nói không thật mà chẳng có gì dối cả, chẳng qua là mình nói tâm bệnh thôi. Yên tâm, cứ nói. Nhưng mà không biết ở đây có không, nhưng mà bên Mỹ á, là mỗi một hãng á, đi làm á, là người ta cho mỗi bệnh nhân một năm được bao nhiêu ngày bệnh đó, mình có thể lấy ngày bệnh để nghỉ. Thí dụ ngoài mỗi một năm được một tuần lễ holiday nghỉ, mình còn có được 5 ngày bệnh. Không biết ở đây có không? Có loại holiday đó không? Ừ. Thì thí dụ cái loại nghỉ đó gọi là nghỉ bệnh, thì quý vị không nhất thiết là khi nào thật bệnh mới lấy. Vì họ cho mình được 5 ngày nghỉ, và cái loại nghỉ đó có tên là nghỉ bệnh, thì không phải là bệnh mới lấy. Miễn mình làm sao làm, miễn mình vẫn dụng 5 ngày đó của mình thôi. Cho nên quý vị có lấy 5 ngày đó, một trong 5 ngày đó mình nghỉ với cái lý do là mình bệnh thì cũng không có gì gọi là lỗi. Tại vì họ cho mình cái holiday đó, cái ngày nghỉ đó, và cái tên của cái ngày đó gọi là ngày bệnh. Thì đâu có nghĩa là, dĩ nhiên là để dành cho những ngày mình bệnh, nhưng nếu mình không bệnh mà vẫn lấy cũng không có gì trở ngại, vì mình vận dụng cái ngày đó của mình. Còn ví dụ như giờ mình hết ngày phép rồi mà mình nói một câu là tôi bệnh, tôi nghỉ, thì cũng đâu có lỗ của hãng. Mình đi ăn, mình nghỉ thì mình không có lương thôi. Thí dụ vậy, cho nên mình cũng chẳng có phải là mình lường gạt họ. Còn nếu mà muốn nói cho nó bệnh thì tôi đâu nói tôi bệnh thân, tôi đang bệnh tâm. Thành thử ra cũng không có sao. Vì mình nói, thật sự cái nói dối á, theo cái giới của Phật á, thì mình phải linh động. Ví dụ như bây giờ cái người kia nói xấu người này cho mình nghe, mình nghe xong rồi cái thì bữa nào gặp cái người kia, người kia nói cái bà đó, cái ông đó, cái cô nọ, chú có nói gì tôi không? Trời, tôi định không nói nghe, mà giờ thôi chị hỏi rồi tôi nói, tại vì tôi giữ giới không nói dối. Mình nói xong rồi người ta xích mích, người ta gây gỗ, vậy giữ giới đó được không? Không được. Cho nên cái giới mình giữ, mình phải hiểu cái ý nghĩa của giữ giới. Nghĩa là chúng ta chỉ nói những điều gì đừng mang cái tính cách bất hòa cho người khác, dù cái lời nói đó mình biết chắc là thật như vậy, nhưng mà mình nói ra không mang lợi ích cho ai thì không nên nói. Cái đó trong thập thiện giới gọi là không nói lời không lợi ích. Mình nói cái điều đó ra có lợi ích cho ai đâu, mà người ta bất hòa mà. Mình nói ra người ta gây gổ, người ta hiềm khích nhau mà, thì tại sao mình phải nói? Cho nên cái giới thứ tư á, đừng có cô động quá, đừng có hiểu nó ngắn quá là không nói dối, nghĩa là phải nói thật. Mình nói thật mà người ta không vui, người ta khổ lụy, người ta hiềm khích, thì cái thật đó không đúng rồi đó. Ví dụ một đứa con nít, nó nhỏ, nó không biết cái nó lợi, nó hỏi tại sao bà nằm đó vậy, tức là ý chết á,
mà mình không biết nói làm sao với nó. Mình nói bà đi lên trển chơi rồi, lên thiên đường rồi, rồi mai chiều nó mới hiểu được cái ý nghĩa của chữ đó. Có một cái người đó, họ đi vô, một đứa nhỏ 5 tuổi nó đi vào trong một cái thư viện, một cái viện bảo tàng. Ở đây nó thấy một cái xác chết mà người ta ướp khô. Thì nó mới hỏi cái đó là cái gì vậy, con có bị như vậy không? Thì cái người lớn mà hiểu chuyện thì người ta nói không, con không có bị như vậy. Mặc dù mình nói đâu thật, nhưng mà đối với một đứa nhỏ mà nói như vậy á, thì tội nghiệp nó quá. Khi nó chưa hiểu được cái điều đó là chết nghĩa là gì, nhưng mà mình nói như vậy, nó khế lý mà nó không khế cơ. Khế lý nghĩa là mình nói đúng lẽ thật là ai cũng sẽ chết, nhưng mà cái căn cơ đứa nhỏ nó chưa thể tiếp nhận cái câu nói đó thì chúng ta không nên nói. Trường hợp đó mình nói chân lý mà không hợp với người nghe đó, thì chân lý đó cũng chưa phải thật là chân lý. Cho nên cái giới thứ tư nói cho rõ là không nói những điều có thể làm cho người khác bất hòa, gây gỗ, bất an vui. Còn nếu như, thí dụ như người mẹ, hai cha con gây lộn với nhau rồi nó bỏ nhà nó đi, người mẹ gọi cho con ơi con về đi, hồi nãy ông giận ông đuổi con vậy đó, chứ con đi rồi ông hối hận ông buồn, mặc dù ông không có nói gì hết. Nhưng mà người mẹ không thể nào phone cho con nói con biết không, con đi rồi ông còn chửi con thêm trận nữa. Người mẹ không bao giờ nói những cái điều đó để cho cha con nó bất hòa thêm nữa, mặc dù có thể hồi nãy cha nó có nói như vậy thật. Nhưng người mẹ sẽ nói rằng ông nói vậy chứ ông thương con lắm, con đi rồi là ông lo, ông đi vô đi ra ông trông, thành thử ra con cũng biết tánh của ba con mà. Mình phải nói những cái gì nó ngược lại để cho tình cha con nó không có bất hòa, chứ không phải là mình phải nói thật. Nói thật mà để người khác đau khổ thì đâu, phải không? Thành thử ra đại chúng phải nhớ cái giới thứ năm, cái giới thứ tư đó cho nó kỹ càng, như vậy thì mình mới không có đi vào cái trường hợp là chúng ta giữ giới máy móc, giữ giới rất là máy móc. Chẳng hạn như quý vị ăn chay, mà ăn chay mà quý vị đã đi lên một cái chuyến đường rất là xa mà quên dặn thức ăn chay, mà bây giờ trên máy bay mình đói quá mà bệnh mình nó rung lên mà không có ăn thì không uống thuốc được, dở ra có bánh mì sandwich kẹp miếng hem thôi, này không chay không ăn, tôi giữ giới ăn chay, ăn về phạm giới chết, không? Mà bây giờ mình bệnh sắp chết đây nè, thì chỉ cần dở cái miếng bánh mì đó ra, lấy cái miếng hem bỏ qua một bên, ăn cái miếng bánh mì với rau với lại cheese, phô mai, ăn cho khỏe để rồi uống thuốc, cái đó không có tội lỗi gì hết. Giữ giới không có máy móc. Phật dạy cho mình giữ giới để mình linh động trong cuộc sống, chứ không phải là biến thành một cái người máy móc. Cũng giống như ông thầy kia vậy, thấy cái cô kia té xuống bờ hồ, ổng đứng ổng ngó vậy, ổng nói không, tôi không đụng con gái. Tại vì đụng vô là phạm giới. Là ông kia ổng nhảy xuống ổng cứu. Ổng nhảy xuống ổng cứu, ổng cứu xong rồi ổng thả cô gái đó xuống bình thường ổng đi. Cái ông mà giữ giới ổng bực. Ổng nói tôi không ngờ sư huynh tu hành đến bữa nay mà sư huynh phạm giới. Ông này ông hỏi tôi phạm gì? Hồi nãy ông ẵm bà kia lên. Nói trời ơi sư đệ, tôi đã để bà xuống đằng kia rồi mà sao để còn khiêng bà tới đây. Tôi ẵm mà tôi có phạm, tôi đâu có nghĩ là tôi ẵm tôi lợi dụng bà gì đâu. Bây giờ người ta sắp chết mà không cứu gọi là giữ giới à? Bây giờ giữ được cái giới không đụng gái thì phạm vào cái giới gì? Sát sanh, thấy người chết mà không cứu. Thành thử ra giới của nhà Phật không thể để biến chúng ta trở thành một con robot giữ mà không biết mình làm gì. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên á, tại sao phải giữ giới? Giữ giới để chúng ta có được cái đạo đức. Mà đạo đức ở đâu mà người ta té sắp chết mà không cứu thì giữ giới để làm gì? Hiểu được cái chỗ đó thì chúng ta giữ rất nhiều giới mà không có giới nào để giữ. Phải không? Không có giới nào để giữ mà giữ tất cả giới, tại vì quan trọng là cái tâm của mình. Mình làm cái gì, mình biết mình đang làm cái gì. Mình thấy cái cô gái sắp chết mà mình không cứu thì làm sao? Như là một hòa thượng bên Hàn Quốc, đêm nào người ta cũng nghe tiếng của hòa thượng rù rì với một cô gái trong phòng. Thì người ta cứ thấy hòa thượng này cứ len lén chuyện mờ ám.
Một ngày nọ người ta tung cửa vô thì thấy hòa thượng đang nuôi một người con gái bị bệnh cùi. Mà hòa thượng không muốn đại chúng bị lây bệnh, cho nên ngài không nói cho đại chúng biết. Cuối cùng người ta mới hiểu rằng những gì mà người ta nói hòa thượng lâu nay là sai. Phải không? Thì có nhiều khi người ta làm một cái việc mà người ta muốn cứu tất cả mọi người, không muốn làm phiền người khác hay sợ người khác bị lây, mà người ta đành mang cái tiếng. Thành thử thưa đại chúng là mình phải hiểu cái cách giữ giới trong nhà Phật, nó có bốn cách là khai, giá, trì, phạm. Bốn cách giữ giới. Khi nào cần thiết phải mở cái giới đó ra thì chúng ta mở, gọi là khai. Giữ, làm xong việc đó rồi thì chúng ta phải trở lại ngăn chừa nó, đóng bít nó lại, gọi là giá. Rồi chúng ta tiếp tục giữ giới, gọi là trì. Còn nếu mình lợi dụng nó thì gọi là phạm. Hay Pháp Hòa hay ví dụ đó, như mình bệnh, mình đau nhức, cần uống rượu tỏi hay thuốc rượu, uống muỗng cà phê trước khi đi ngủ, cái đó không có phạm giới, uống để trị bệnh. Nhưng mà hết bệnh rồi thì giá và trì. Còn nếu mà lợi dụng bắt đầu ghiền nó, sao tôi nhức hoài ngày nào cũng phải có miếng, thì trường đó gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm, đó là bốn cách giữ giới. Cho nên mình tu theo nhà Phật không phải để biến thành mình một khúc gỗ, khúc cây mà vô tình, vô cảm với tất cả mọi chúng sanh xung quanh. Thế thì mình tụng kinh là cái câu là hữu tình, vô tình đều thành Phật đạo đâu có đúng, phải không? Hơn nữa đó, thưa đại chúng, là giữ giới là để cho chúng ta ngăn chừa những cái lỗi lầm mà do mình cố ý. Còn cái chuyện mà trong một cái trường hợp người ta lâm vào cái hoàn cảnh thì chúng ta phải cứu giúp người ta mà mình không hề dính mắc. Đó, mình tu được như vậy đó thì mọi việc nó rất là linh động. Như là có một cái bà cụ đó, bà đi ra chợ, bà mua một cái cây về bà trồng. Và cái người ta nói với bà cây đó là cây bồ đề. Cho nên bà trồng được 20 năm thì cái cây nó to, nó đẹp, nó xanh lắm. Và bà rất là hãnh diện vì bà là người trồng được một cây bồ đề suốt 20 năm rất là xanh tốt. Ngày nào bà cũng ra chăm sóc và thương quý nó. Có ngày nọ người đó vô trong nhà bà chơi thì thấy bà trồng cây, bà khoe là tôi trồng cây bồ đề. Cái người đó phán một câu: trời đất ơi, uổng cho bà 20 năm tưới một cái cây. Cái này mà cây bồ đề cái gì? Cây này là cái cây thường ở ngoài đường á, bà bị người ta gạt rồi. Nghe như vậy bà buồn quá chừng luôn. Thì bà mới viết cái lá thư cho một hòa thượng. Bà trình bày cái sự việc đó và thỉnh hòa thượng đến nhà bà một lần để xác minh đây có phải là cây bồ đề không. Thì hòa thượng đọc xong lá thư và ngài đã đi xe metro tới cái chỗ đó. Thì khi bước vô sân nhà của bà đó thì hòa thượng chắp tay đảnh lễ. Hòa thượng nói: quả thật là một cây bồ đề xanh tốt, Đức Thế Tôn đã chứng minh cho bà. Hòa thượng lại xuống ba lại. Rồi bà mừng rồi, cáo bà mừng quá vì bà hòa thượng đã xác định cây bồ đề rồi. Thì khi ra tới cửa, người đệ tử mới hỏi bạch hòa thượng: hòa thượng lúc này chắc có lẽ lớn tuổi mờ mắt. Cái cây đó phải cây bồ đề mà hòa thượng lạy nó. Thì hòa thượng mới trả lời, nói: bồ đề vốn không có cây. Người đệ tử tỉnh đạo liền. Có cái cây gì gọi là cây bồ đề không? Có cây gì gọi là cây bồ đề không? Không. Bồ đề là giác ngộ, là sự tỉnh giác, chứ đâu có cái cây gì tên là cây bồ đề đâu. Chẳng qua là ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ngồi dưới cái gốc cây đó để thành tựu được đạo quả giác ngộ bồ đề, cho nên từ đó mới gọi đó là cái cây bồ đề. Chứ bản chất nó có bồ đề chỗ nào đâu mà kêu cây. Cho nên bồ đề vốn không có cây và cũng không phải là cây, thì cây nào anh lại cũng là cây bồ đề cả. Bây giờ nếu ngày xưa Phật không ngồi dưới cái cây, cái lá dài dài đó để gọi là cây bồ đề, Phật ngồi dưới cây sầu riêng, thì bây giờ chúng ta sẽ lại cây sầu riêng và gọi cây sầu riêng là cây bồ đề. Quý vị hiểu ý vậy đó. Bồ đề là sự giác ngộ chứ không phải là tên của một cây nào cả. Vậy thì bồ đề vốn không có cây, đúng không? Thì hòa thượng khai thị thì cái người đệ tử tỉnh. Vậy thì chúng ta đừng có máy móc.
thì chúng ta đừng có máy móc. Mình máy móc quá quá thì tự nhiên mình tu mà người ta thấy mình cứng nhắc à. Tu mà thấy cứng nhắc à. Ví dụ như là chụp hình với thầy, lùi xuống chút đứng ngang thầy tội chết. Trời đất Phật ơi, thầy có thánh thần gì đâu mà đứng ngang không được. Thầy cũng là người thôi, mà chụp đã muốn chụp hình thì chụp cho đẹp, chụp cho đẹp đứng ngang lên. Rồi chắp tay cũng phải tùy chỗ, thí dụ ở chánh điện ấy đâu chắp tự nhiên đi ra ngoài mo đứng chụp cũng chắp tay. Nó tùy việc. Phải không? Thành thử ra mình phải làm sao mình tăng bảo là gì? Là đứng giữa mình với chúng sanh, đem chúng sanh gần tới Phật, đem Phật gần tới chúng sanh. Chứ tăng đâu phải là gì đâu mà đứng chơi chơi mình vậy. Rồi ai đứng chụp hình cũng phải lùi ba bước vậy thôi, chụp chơi ráp photoshop cho rồi. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Hiểu được chỗ đó, tu dễ dãi mà tu vui vẻ vô cùng, không có gì trở ngại hết. Xin thầy giải đáp dùm con. Hồi nãy và trả lời là trả lời câu hỏi trong này rồi. Con bữa nay đi nghe thầy nè, để gặp được thầy hôm nay chúng con phải xin nghỉ làm, tuy nhiên đa số chúng con đành nói dối là bệnh. Pháp Hòa đọc xong câu này thấy hấp dẫn hơn. Xin thầy giải đáp dùm con, ở nhà con có bàn thờ Phật và kế bên là bàn thờ Cửu Huyền, vậy khi con lại thì lại Phật trước hay lại hay Cửu Huyền thứ trước? Nếu mà tới bàn Phật lại mà Phật chỉ qua bên kia thì qua kia trước. Rồi nếu mà qua ông bà lại mà ông bà lại qua ổng trước thì khi mình theo cái lệ thì chúng ta trước thì chúng ta lễ Phật, kế đến chúng ta lại ông bà, vậy thôi. Còn thí dụ mình lại Phật, lại ba lại, lại ba lại là tượng trưng cho lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Đó là ý nghĩa của ba lại. Còn lại người mất, lại ông bà tổ tiên, chúng ta lại bốn lại. Bốn lại là tượng trưng cho ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, gọi là tứ thân phụ mẫu. Không? Hoặc là chúng ta lại quốc tổ, lại đất nước, chúng ta cũng lại bốn lại, để tượng trưng cho bốn ơn trong đời mà chúng ta ghi nhớ. Trong đó một là ơn cha mẹ, ơn hai là ơn quốc gia, đất nước mà chúng ta đang sinh sống. Thứ ba là ơn của thầy tổ mà dạy dỗ cho mình biết chữ, biết nghĩa, biết lễ, biết giáo. Cuối cùng là ơn mọi loài chúng sanh. Đó là bốn lễ chúng ta lễ. Còn lễ Phật là lễ ba. Còn khi mà người mới mất chưa đi chôn, chúng ta lại hai lại. Ý muốn nói là người này tuy đã chết rồi, ta thuộc người âm, nhưng mà chưa đi chôn thì cũng còn ở dương, cho nên lại hai cái gọi là tượng trưng cho âm dương, hoặc là tượng trưng cho dung thông giữa âm và dương. Hoặc là nói theo nhà Phật là nhị đế, tức là tục đế, tức là cái giáo lý theo thế gian. Còn chân đế là giáo lý cao siêu mà nói lên được cái đạo lý. Ví dụ như tục đế ngược lại về chân đế. Tục đế là rót trà, uống trà, đó là tục đế. Vì thế gian sống thì phải có ăn uống, cho nên chết cũng bài uống ăn. Chứ còn ăn uống không biết ai có thọ ra uống hay không. Nhưng mà nếu thật sự ông bà nào mà đưa tay ra uống thì mình chạy ngất, chứ không có cách nào mà ngồi đó ê trên đấy máy chụp hình không. Xin thầy giải thích dùm con câu Hoa Tạng Huyền Môn trong kinh Hoa Nghiêm, con có tụng mà hoàn toàn không hiểu. Ở đây là một cái câu, một cái phẩm ở trong kinh bộ kinh Hoa Nghiêm gồm 40 phẩm. Thì có thể là trong đó, trong này có một cái phẩm tên là Hoa Tạng Huyền Môn. Và nếu quý vị nào không từng tụng Hoa Nghiêm nhưng mà đã từng tụng một thời Công Phu Sáng thì thế nào cũng có cái câu tán lễ Thích Tôn đó. Rồi cuối trong bài đó có cái câu là gì? Bát nạn tam gì tứ sanh cửu hữu, đồng đăng Hoa Tạng Huyền Môn, bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải. Thì bây giờ ở đây hỏi Hoa Tạng Huyền Môn là gì? Cái này thì nó hơi khó một chút, đại chúng để ý. Pháp Hòa sẽ cố gắng bà nói bằng một cái cách rất là dễ.
Bây giờ trước hết mình lấy cái câu hoa tạng, lấy hai chữ đó trước. Hoa ở đây là ý nó là hoa sen. Trong hoa sen nó chứa hạt sen, cho nên gọi là tạng. Chữ tạng nghĩa là chứa, hay gọi là tạng. Cho nên thầy thị giả đi theo cho có quà là thầy Huệ Tạng, tức là người chứa đựng trí tuệ. Chúng ta đọc tạng cũng được, nhưng mà thường thì chúng ta đọc tạng nhiều hơn. Không, hoa tạng nghĩa là trong hoa này nó có chứa hạt hoa, tức là trong sen có hạt sen. Vậy hiểu chưa? Rồi, bây giờ cái câu đó ví dụ cho cái gì? Ví dụ rằng trong tất, trong đất nước của Phật có những hoa sen như thế. Hay nói một cách khác, trong con người của chúng ta ai cũng có chứa được cái hạt sen, cái chủng tử của Phật tánh. Mình là một đóa hoa, và trong đóa hoa này có những hạt nhân mà chủng tử giác ngộ giống Phật. Cho nên là đây là hoa tạng. Quý vị hiểu ý Phật nói không? Và trong cái hoa tạng này nó nhiều vô lượng, nhiều vô lượng, cho nên lấy chữ hải làm cái biểu tượng là biển. Mà cái chỗ đó cái tâm mình đã sẵn có chứa đủ tất cả công đức trí tuệ vô biên. Mà người nào thể nhập được vào cái chỗ vạn hạnh đó đó, cái chỗ mà mình đã là hoa mà mình chứa đầy đủ tất cả những diệu dụng đó rồi, cũng giống như trong người mình chứa đầy đủ trí và hạnh. Hồi sáng Pháp Hòa có nói đó, muôn hạnh trong mỗi chúng ta, ai cũng chứa đầy đủ cái trí tuệ, cái hạnh đức để chúng ta ứng xử tất cả các cái hạnh lành trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta quy tụ về đây, ví dụ như ngay trong giờ phút này, cái hội trường này bây giờ gần 500 người, ví dụ vậy. Thì bây giờ quý vị thấy đây có phải là hoa tạng không? Mỗi người mình ai, nếu quý vị không có chứa chủng tánh bồ đề, quý vị đâu có vô đây, đâu có kết lại. Không, đây đâu có bay vèo vèo, người thì bay 30 phút, người thì đi mấy tiếng đồng hồ. Đây, chúng ta bây giờ đang hoa tạng hội lại như một cái biển. Và chỉ có Phật với Phật mới hiểu được chỗ đó, mới thấy được chỗ đó. Cũng như thế, chỉ có những người cùng tu với nhau mới cảm nhận được cái chỗ an lạc hạnh phúc khi chúng ta bắt đầu hạ thủ công phu. Cái đó gọi là huyền. Cái chỗ huyền diệu đó đâu phải ai cũng cảm nhận được, chỉ có người cùng một cái tần số thôi. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay mình thấy ngon, mà người ăn chay thấy dở thì nói nó không khớp. Người ta nghe pháp mình nghe pháp mình thích, còn người nghe pháp thì nó nghe buồn ngủ muốn chết mà nghe gì. Thì hai cái đó nó không match với nhau, nó không tương ưng, sao gọi là huyền. Cho nên tất cả ngồi đây là cùng một tông với nhau, là thích nghe pháp mới về đây, chứ bữa nay ngày thứ năm mà đang đi làm mà làm sao mà nghĩ được. Mà cùng quyết tâm nghĩ để đến đây, dù xa 4 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng, thậm chí đi từ sáng sớm mới tới được đây. Rồi bây giờ ráng ở cho tới cái thời cuối này, lát ra xe về là cũng 9, 10 giờ đêm. Về tới nhà cũng có thể là tới khuya, nhưng không có gì phiền não cả, mà an lạc và hoan hỷ cùng một cái tông đó với nhau, gọi là huyền. Quý vị thấy không? Rồi mỗi người của mình đều đạt tới cái chỗ đó, thông suốt tới cái chỗ đó, gọi là môn. Hoa tạng huyền môn. Hiểu được cái chỗ hoa tạng huyền môn? Tạng là trong người mình là đã có chứa rồi. Mình đã có chứa được cái hạt giống sáng suốt, tỉnh giác, trí tuệ đó. Cho nên bây giờ mình kết hợp lại đây rồi, thì bây giờ ví dụ thôi, một lát nữa xong thì ban tổ chức sẽ nói xin mời đại chúng mỗi người một tay phụ dọn ghế, xếp bàn, tháo cờ gì đó tất cả. Nhưng mà chỉ trong chốc lát là mọi việc đâu nó vào đó hết. Tại vì mình hội lại như một cái biển,
và cùng cảm nhận được với nhau mà. Việc gì chúng ta cũng làm được cả, rửa chén cũng được, quét nhà cũng được, nấu ăn cũng được, xếp ghế cũng được, tất cả chúng ta đều làm được hết. Tại vì sao? Tại vì trong mỗi chúng ta đã có chứa được cái đức của cái sự hạnh trí, và cái vì chúng ta có được cái hạnh đó cho nên hạnh nào chúng ta cũng làm, mà cũng làm là cũng dung thông được hết, làm mà ăn khớp với nhau hết. Ví dụ bây giờ người chồng cái ghế mà để mé bên này thì người kia thấy được góc kia là lăn bàn vô, mỗi người mỗi việc nhưng mà đâu nó vô khớp đó hết, cho nên đạt được tới cái chỗ huyền môn, hoa tạng huyền môn. Còn nói tới tỳ lô tánh hải, tỳ lô nói cho đủ là tỳ lô giá na, mà tỳ lô giá na dịch nghĩa là biến khắp tất cả, trùm khắp tất cả. Cái tuệ giác, cái hạnh đức này trùm khắp tất cả, mà nó dung thông với nhau. Mà cái chỗ dung thông đó không có chỗ nói, không có tên gọi, thì thôi giờ tạm gọi nó là tánh. Chứ thật sự ra nó không có gì. Cái chỗ mà chúng ta được an vui đó không có tên để gọi, không có cái gì để diễn bày, thôi giờ tạm thời gọi là tánh. Mà cái tánh này là cái gì? Là tâm, là tâm ta là pháp giới. Pháp giới là tất cả pháp giới nằm trong tâm mình. Bây giờ ví dụ Pháp Hòa đi Úc rồi nè, Pháp Hòa đi Âu rồi nè, Pháp Hòa đi Á rồi nè, Pháp Hòa đi Mỹ rồi. Ví dụ như giờ 4 châu thiên hạ mà 5 châu thiên hạ còn có châu Phi mình chưa đi à. Á Âu Phi chưa đi thôi, còn Á Âu Mỹ Úc đi rồi. Giờ quý vị đã đi đâu rồi thì có phải là thế giới nằm trong tâm mình không? Thế giới nằm trong tâm mình, thế giới rộng vô cùng vô tận, vậy mà nó trùm lại hết, nằm trong này. Giờ chỉ cần nói cái nước đó là mình ra. Vậy chẳng phải là tánh hải sao? Chẳng phải là tỳ lô giá na sao? Thì bây giờ tất cả những kinh điển mình tụng, phải không? Tụng tới đâu thâu, đọc tới đâu thâu, thì cần nói gì nói, cần nói gì nói. Đó, nó trùm khắp như vậy là tỳ lô giá na. Thì mình cũng nguyện cho tất cả mọi người, trong đó có ba nạn, bát nạn tam đồ. Tam đồ là đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ, nói cách khác hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn bát nạn là tám thứ tai nạn: đuôi, điếc, câm, ngọng, sanh sau Phật, sanh trước Phật, thế trí biện thông. Thì tất cả những cái nạn đó, mình cũng mong cho họ cũng hội nhập được vào cái biển tánh tỳ lô giá na đó. Nó một câu khác là pháp thân thanh tịnh. Mà pháp thân thanh tịnh thì không hình không tướng. Vì không hình không tướng cho nên nó trùm khắp tất cả. Và vì trùm khắp tất cả cho nên không có gì để ví dụ, phải đành phải nói cái chữ biển để mà đem ví dụ, hay nó hư không để ví dụ. Thôi thì bây giờ nói tóm lại, chữ hoa tạng huyền môn nghĩa là trong mỗi chúng ta ai cũng có được cái chủng tử bồ đề giác ngộ đó cả. Mà nếu chúng ta Phật với Phật mới cảm nhận được chỗ đó, người tu với người tu với nhau, chúng ta mới cảm nhận được cái chỗ đó, gọi là huyền, màu nhiệm lắm. Và khi đã đạt được tới cái chỗ màu nhiệm đó rồi thì chúng ta thông suốt, nhẹ nhàng hết tất cả. Cho nên gì? Môn là cái cửa, mà ai cũng đến được cửa đó rồi thì đâu còn gì trở ngại nữa, gọi là hoa tạng huyền môn. Giải thích vậy tạm hiểu không? Kính bạch thầy, thầy cho con xin hỏi ý nghĩa của cờ Phật giáo. Thưa đại chúng, là cái lá cờ Phật giáo quý vị thấy treo ở trước cửa chùa hay là trong mỗi cái hội trường, trong những cái chùa, thì lá cờ Phật giáo đó có 5 màu. Đây là một lá cờ do một ông cư sĩ Phật tử người Mỹ chế tác ra. Ông có tên là Henry Olcott. Ông sinh ở tại New Jersey, Mỹ Quốc. Ông sinh 1832, mất năm 1907. Khi ông nghiên cứu đạo Phật thì ông thấm nhuần được đạo Phật, và ông qua tận Minh Tích Lan để học đạo.
Đến năm 1889, ông phối hợp với một vị thượng tọa ở tại Tích Lan cùng ngồi xuống và lấy năm màu hào, lấy cái màu hào quang của Phật để chế ra một cái lá cờ, trong đó có xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, và năm cái màu nhỏ nhỏ ở dưới đó, quý vị thấy không? Thì năm cái màu đó tượng trưng cho năm châu, và năm cái màu đó còn tượng trưng cho năm giới căn bản của đạo Phật. Tất cả Phật tử ai cũng giữ năm giới đó. Thì quý vị cứ tưởng tượng, nếu năm châu này giữ trọn năm giới này, có phải là một thế giới đại đồng không? Một cái thế giới an vui, cho nên có năm màu tổng hợp ở dưới. Năm cái nhỏ nhỏ ở dưới là tượng trưng cho sự đoàn kết nhất quán để đưa đến năm châu an lành. Năm cái màu này còn tượng trưng cho năm căn tu hành của nhà Phật, đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính, tấn, niệm, định, tuệ chúng ta gọi là ngũ căn. Mà chữ căn này nghĩa là gốc rễ. Gốc rễ, mà gốc rễ, nếu chúng ta có tính, tức là có cái gốc tính, thì chúng ta sẽ có cái tấn. Mình tin rồi mình mới siêng, rồi là tính, tấn. Rồi niệm là chánh niệm, định là định tĩnh, tuệ là trí tuệ. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nếu chúng ta có năm được cái năm cái lực này thì chúng ta sẽ vững vàng vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống. Lá cờ này được thiết lập 1889. Mãi đến năm 1950 có một đại hội Phật giáo thế giới được tổ chức tại Colombo, Sri Lanka, nước Tích Lan đó. Tất cả các nước Phật giáo đều có mặt tại Tích Lan để hội họp trong cái kỳ đó. Trong đó có Việt Nam mình. Thì trong phái đoàn Việt Nam có một vị hòa thượng làm trưởng đoàn, đó là Hòa thượng Thích Tố Liên. Sau khi mà hội họp xong thì Phật giáo Tích Lan trình bày cái lá cờ này, và đã được Phật giáo, đại hội Phật giáo đó đồng lòng với nhau chấp nhận lá cờ này làm lá cờ Phật giáo thế giới, chứ không phải riêng của Việt Nam. Làm lá cờ Phật giáo thế giới. Mỗi một quốc gia đi dự đại hội được tặng cho một lá cờ đem về nước của mình. Đến năm 1951, tại chùa Từ Đàm, Huế, có một đại hội Phật giáo ba miền Nam Trung Bắc. Hòa thượng Tố Liên mang lá cờ này ra trình cho đại hội, và lá cờ này được chấp nhận làm lá cờ Phật giáo Việt Nam, và lần đầu tiên được treo trên đất nước Việt Nam tại sân chùa Từ Đàm 1951. Và sau này chúng ta mới được một nhạc sĩ Lê Cao Phan viết cái bài Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ này. Nào cùng chúng ta kết nên một đài sen, cùng làm sao cho đó sen ngời, rạng ngời bốn phương, muôn phương thấm nhuần Phật giáo Việt Nam. Thế thì mình muốn muôn phương thấm nhuần Phật giáo Việt Nam thì Phật giáo Việt Nam có cái của Phật giáo Việt Nam, mà không cần vay mượn của ai cả. Mình không cần vay mượn của Đài Loan, của Trung Quốc, của Tây Tạng. Chứ mình có cái cách lại của mình, mình có cách tụng của mình. Mình không cần tụng rù rì tiếng Tây Tạng, mà cũng không cần ê a gì giống như của người Hoa. Mình có cách tụng của người Việt, mình cứ việc mặc áo tràng của người Việt, cứ việc tụng kinh tiếng Việt, chắc còn chưa hiểu hết nữa. Thì không cần gì mình phải. Muốn chép kinh tiếng Việt. Chép kinh tiếng Việt, chép tới đâu thấm nhuần tới đó, chép tới đâu thấm nhuần tới đó. Đâu có cần phải đi mua mấy cái cuốn kinh Tây Tạng về ngồi đồ, đồ 10 cuốn không có chữ nào vô hết. Tại vì mình là người Việt, mình đâu biết mấy đó là gì. Thấy không? Người ta là người Tây Tạng, người ta đồ kinh bằng tiếng Tây Tạng. Còn mình là người Việt, chép kinh tiếng Việt. Vì mình chép kinh để làm gì?
chép để lời kinh, nghĩa kinh, ý kinh nó đi vào đây mà mượn qua hình thức chép. Ví dụ mình chép cái bài kính lại đấng tình thương vô thượng, con nguyện xin sám vạn lầm mê, tay vàng duỗi cánh từ bi, cứu con thoát khỏi sân si não phiền. Quý vị chép mấy câu đó được không? Chép tới đâu thấm tới đó. Còn bây giờ mình có chép tiếng gì đi nữa mà không phải tiếng của mình thì không thấm, không hiểu gì hết. Và thậm chí bây giờ quý vị chép tiếng Việt nhưng mà âm nó vẫn là âm Hán thì quý vị chép nhưng mà quý vị cũng chẳng hiểu gì. Ví dụ quý vị chép cũng tiếng Việt này nhưng mà hoàn toàn bằng âm nghĩa của tiếng Hán. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử kết thành hữu lậu chi nhân. Hiểu không? Nhưng mà nếu chép tiếng Việt nè, nếu mà chép tiếng Việt thì chúng ta sẽ chép quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương, ngược dòng chơn tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, thấy đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóc nước chưa hề đổi lui. Chép vậy hiểu không? Đó, nó dịch từ tiếng Hán đó. Hồi nãy là đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, thì tiếng Việt dịch là ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. Tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiệm, biết đâu lối thoát đường về. Thấy không? Rồi quý vị chép thập phương tam thế Phật A-di-đà đệ nhất. Nghe được có chữ A-di-đà mà đệ nhất chắc số dách quá. Nhưng mà nếu chúng ta chép tiếng Việt, mười phương chư Phật ba đời, Di-đà bậc nhất chẳng rời quần sánh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên, nay con dưng tấm lòng thiền, quy y với Phật sám liền tội căn, phước lành con có chi chăng, ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về tay. Trời ơi, mình chép như vậy, chép tới đâu thấm tới đó, chép tới đâu thấm tới đó, chép chừng 5 lần thuộc à? Pháp Hoa thuộc kinh thuộc sám là nhờ vậy không đó. Nhờ cái hồi lúc ở nhỏ nghèo, ở chùa nghèo ở Việt Nam đâu có tiền photocopy. Đứa nào ham học kinh là tự lấy giấy ra chép, chứ không có phát, không có phát. Còn bây giờ phát rồi năn nỉ nữa đem về. Con nể cô lắm con lấy đem về cất nhà có tụng đâu. Ngày xưa cái hồi đó mà còn nhỏ 7-8 tuổi là ghiền tụng kinh, ham tụng kinh. Mà giờ lên chùa không có kinh thì làm gì, tự lấy giấy ra ngồi chép. Rủ mấy đứa bạn trưa đi học về là chạy vô chùa ngồi chép mấy bài sám ra. Mỗi đứa chép 5 tờ, tại vì cho đại chúng tụng, mỗi tối tụng mấy chục người, mỗi ngày chép một bài sám. Mà 5 đứa chép, mỗi đứa chép 10 tờ là 5 đứa thì được 50 tờ. Thí dụ vậy là chiều lại là có một bài sám mới cho tụng bằng chữ viết tay của mình, mà chép xong rồi là thuộc. Cho nên chép kinh nó có cái nghĩa như vậy, chứ không phải đi lượm mấy cái cuốn kinh của nước này nước kia về độ lên cho có phước. Phước nghĩa là chúng ta hiểu được kinh, sống với lời kinh mới gọi là phước. Còn mình không hiểu gì hết, sống gì phước đâu. Pháp Hòa không có bác tiếng của ai và Phật giáo nào cả. Nhưng mà mình là Phật tử Việt Nam, mình phải biết mình có cái gì, không cần phải vay mượn cái gì cả, mình có đủ hết. Thế thì lần nào lễ lớn cũng đứng lên hát muôn vương thâm nhường Phật giáo Việt Nam, hát vậy á. Mà hãy đụng tới A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình có tiếng Việt mình sao không niệm Nam Mô Di Đà Phật? Không có sao. Nhưng mà nếu mình nói là Việt Nam mình có thiếu gì không? Không có thiếu gì hết. Tại quý vị hỏi cái lá cờ Phật giáo mới nói thôi.
kinh. À, hết giờ rồi. Thưa Thầy, cho con hỏi. Con là con gái. Nói cái chuyện con là con gái. Có một bữa nọ trong một khóa tu, Pháp Hòa đang đi tới, có một cô Phật tử, cô dẫn theo cô. Cái cô đi ngang Pháp Hòa, cái cô đứng chắp tay, cô nó giới thiệu: dạ thưa Thầy, đây là con gái con. Pháp Hòa mới nói: à, nhìn cũng biết chứ đâu thấy con trai đâu. Con là con gái, khi mẹ con mất, con có thờ cúng mẹ con bảy thất, thì linh vong mẹ con có về được nhà con không? Trời đất ơi, Thầy có theo dõi đâu Thầy biết. Mà lúc bà đi bà cũng đâu báo cáo. Mà lúc mình mời mình cũng đâu cho Thầy hay mà Thầy biết. Chọc quý vị một chút vậy thôi. Nhưng mà thưa đại chúng là như thế này: hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm thì sẽ có thông. Giống như Pháp Hòa xin lỗi ha, ví dụ như lâu nay quý vị ở đây, quý vị cũng mong muốn Pháp Hòa về, thì cái ước mong đó, phải không? Thì đến một ngày nào nó thông với nhau thì mình được gặp chứ gì đâu, phải không? Thì trong này có câu hỏi nè: con không biết con còn được gặp Thầy ở Đan Mạch nữa không? Thì bây giờ mình hát lên: Thầy ơi nếu mong không thành thì sao? Dễ thôi, thêm câu nữa: mua thêm cái vé tháng sau Thầy về. Thưa đại chúng, là cái dân tộc Việt Nam mình đặc biệt lắm, cho nên mình phải hãnh diện mình có một cái nền văn tộc, dân tộc, văn hóa Việt Nam hay và đẹp vô cùng. Mỗi khi chúng ta cúng, chúng ta thắp một cây hương, một cây thôi, không cần nắm. Cái khói hương đó nó biểu tượng cái sự giao tiếp giữa mình với người thân tổ tiên của mình. Cho nên mình mới có cái bài: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Cái bài đó là hoàn toàn tiếng Việt, do quý hòa thượng Việt Nam mình viết lời. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phưởng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Cho nên đó, mình thắp một cây hương lên là để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta đang mượn cái làn khói này để chúng ta giao cảm. Ông bà mình có về không mình không biết, nhưng mà ngay trong giây phút đó nó đã nói lên được cái tình cảm thiêng liêng cao quý của con cháu đối với tổ tiên ông bà. Và nó nói lên được cái ý nghĩa là con không có mất gốc. Hồi trưa Pháp Hòa có thưa đó, trong kinh nói đó, kinh Đại Tập nói đó: thà mất một đất nước chứ không để mất đạo hạnh. Mà đạo hạnh là gì? Đó là đức hạnh, truyền thống, văn hóa, đạo đức. Chứ quý vị thấy mình đi tới đâu có Phật tử, có người Việt là ở đó có chùa. Nhà thờ cũng thành chùa, chỗ bán bông cũng thành chùa. Ở đây là chỗ hồi xưa chỗ bán hoa. Rồi thậm chí chuồng bò, chuồng ngựa cũng có thể biến làm chùa. Phải không? Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta biết chuyển. Chúng ta còn giữ được cái nền đạo đức đó thì đi tới đâu rác rến chúng ta cũng biến thành thiên đường cực lạc được. Có những ngôi chùa từ một cái chuồng bò làm thành ra cái chánh điện.
Và ngay cái chánh điện đó, ngay cái thiền đường đó, ngày xưa người ta nuôi ngựa, bây giờ đặt là thiền đường Bạch Mã. Vì ngày xưa có một vị thái tử tên là Lý Phật Mã, nghĩa là con ngựa của Phật. Cho nên thiền đường nghĩa là cái chỗ đó chúng ta đều có thể biết. Có những tu viện người ta mua xong cái địa danh ở đó, giữ nguyên đó, chuyển qua thành tiếng Việt, tiếng Hán để đặt tên chùa. Giống như là ở bên Mỹ, sư ông Làng Mai, tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, ngày mua một cái trung tâm mà chỗ đó có địa danh là Blue Cliff, dịch ra tiếng Việt mình là cái vách mà màu xanh. Hòa Thượng đặt là Tu Viện Bích Nham. Mà Bích Nham là tên của một quyển luận tên là Bích Nham Lục. Có một quyển luận tên là Bích Nham Lục, nói về những cái công án của các vị thiền sư. Rồi Hòa Thượng mua trung tâm ở Cali có cái tên là Deer Park. Hòa Thượng chuyển luôn là Tu Viện Lộc Uyển. Lộc Uyển là cái nơi Đức Phật thuyết pháp ở vườn Nai, mà vườn Nai tiếng Hán gọi là Lộc Uyển, tiếng Anh dịch là Deer Park. Cho nên Hòa Thượng đâu cần đặt tên mới, nương cái địa danh đó luôn. Khi Pháp Hòa mua cái tu viện Tây Thiên ở Canada, cái chỗ đó có tên là West Lock, cái quận West Lock. Thì West là phía Tây, mà nếu dịch chữ Lock là cái cửa, cái môn, cái khóa, thì mình đặt là Tây Thiên. Không cần đặt tên mới, mượn cái địa danh ở đó để chúng ta chuyển lại thành ra cái từ của mình mà rất Phật học luôn. Tây Thiên cũng là ý nói cõi Phật. Ở Ấn Độ ngày xưa ta kêu là Thiên Trúc, phải không? Thì mà khi mà mình, người Tây Phương họ thấy mình như vậy, họ cũng thấy rằng mình hội nhập được với họ. Mình đến đây mình hội nhập được với quốc độ của người ta, nhưng bên trong đó là mình làm ra những cái của mình. Cho nên họ tới họ rất là vui, họ rất là thích. Cho nên cái đó là cái tinh thần mà Phật tử mình có. Cho nên ông bà mình có một cái truyền thống đẹp. Cái vấn đề cúng dỗ ngày hôm qua Pháp Hòa có nói nhiều ở bên Thụy Điển, mai mốt quý vị nghe lại. Mình cúng quả gì ông bà có mặt ở đó không? Mình hoàn toàn không thấy. Nhưng mà có một điều chúng ta biết rằng chúng ta đang có mặt cho ông bà. Mình có mặt cho ông bà, mà chắc chắn rằng mình có mặt cho ông bà thì ông bà sẽ có mặt cho mình. Mà có mặt ở đây là gì? Đó là truyền thống, văn hóa, đạo đức, chứ không phải người ta hiện ra cho mình thấy. Chỉ có mặt ở đây là tổ tiên, nguồn cội của ông bà mình ngàn xưa không hề mất. Cho nên nhà của một người Phật tử có thể không có cái bàn thờ Phật, có thể không có, nhưng nếu quý vị còn giữ bàn thờ ông bà thì đạo Phật chưa đến nỗi. Hay nói một cách khác là nguồn cội mình chưa đến nỗi. Cho nên tại sao mình phải cúng dỗ mỗi năm, mặc dù ông bà chết mấy chục đời rồi, rồi năm nào cũng dân sớ cầu siêu ở chùa hết, rồi không lẽ vậy tụng không siêu năm tới tụng nữa à, đặt câu hỏi vậy đó. Siêu chưa mà con gửi tên năm ngoái tụng, thầy cũng tụng siêu sanh cực lạc, năm sau con gửi tiếp thầy cũng siêu sanh cực lạc, mà con thấy cực lạc đâu chưa siêu mà con cực khổ, năm nào con cũng phải chết, danh sách khác con đưa hết. Thành thử ra cái chuyện mà mình ghi cái tên đó đó là một cái hình thức, một phương tiện để cho chúng ta không quên ông bà. Nếu mà chúng ta không còn một cái ngày giỗ đó nữa, không còn sự cúng quải đó nữa, thì coi như từ từ hết đời mình tới đời con đời cháu nó không biết cái ông này là ai, ngày gì nữa. Cho nên Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là trong chùa có bàn thờ vong, mà bàn thờ vong không để tên mà lại để hình. Vì cái hình á, hay là ở nhà mình thờ ông bà mình để cái hình á, nó mới nói lên được cái sự connect. Cháu con này mai mốt lớn lên nó biết đâu biết ông đó là ai, nó sẽ thắc mắc má má ông đó là ai, bà ông đó là ai. Mình chỉ ông đó là ông nội con. Nó nhìn cái hình nó thâu vô cái tàn của nó, cái tàn của nó chứa cái kho đó.
Mai mốt chỉ cần nó cúng ông nội là nó nhớ có cúng cái ông đó đó. Rồi mình chết đi rồi nó vẫn nói ông này là ông nội tôi nè. Hỏi sao vô biết? Nên má tôi nói, bà nội tôi nói. Rồi hết đời nó rồi nó sanh con nó chỉ tiếp này, ông nội của ba là ông cố của con. Truyền thừa không có mất. Còn Phúc, quý vị muốn biết ông bà có về không, lần sau khi cúng nhớ báo và biết hay qua theo dõi. Con thường nghe nói tam thế Phật gồm Phật A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Vậy con muốn biết tên Bồ Tát Đại Thế Chí có nghĩa là gì và đại nguyện của ngài. Thưa đại chúng, trước hết Đức Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí không thể gọi là tam thế. Bởi vì tam thế là ba đời, mà ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu gọi là tam thế Phật thì phải nói là Phật Di Đà là tượng trưng cho quá khứ, Phật Thích Ca tượng trưng cho hiện tại, và Phật Di Lặc tượng trưng cho tương lai. Nếu muốn thờ tam thế Phật là phải thờ ba tượng đó: Di Đà, Thích Ca, Di Lặc. Còn cái bộ Di Đà, Quan Âm, Thế Chí không thể gọi là tam thế, mà phải gọi là tam thánh. Mà nói cho đủ nữa là Tây Phương Tam Thánh, tức là ba vị thánh ở cõi Tây Phương. Còn nếu mà Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang Bồ Tát đứng một bên, Đức Nguyệt Quang Bồ Tát đứng một bên thì gọi là Đông Phương Tam Thánh. Ba vị kia gọi là Tây Phương Tam Thánh, còn ba vị này gọi là Đông Phương Tam Thánh, hay còn gọi là Dược Sư Tam Tôn. Còn nếu Đức Phật Thích Ca ngồi giữa, Bồ Tát Phổ Hiền một bên, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi một bên thì chúng ta gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Hoa Nghiêm Tam Thánh. Cho nên nếu nói tam thế thì là ba đời. Và quý vị thấy ba đời cũng ba vị, tam thánh cũng ba vị, cho nên chụp hình cứ chụp ba, không có gì phải cử. Đừng bao giờ cử chụp hình ba người. Nếu ai lỡ xưa nay khổ lụy với cái vụ chụp ba người đó thì cứ nhìn các bộ tượng kia, ba người cũng đứng hoài, đứng không chết. Và nếu ba vị đó đứng rồi mình cáp vô ba nữa thành sáu chẳng, không sao hết. Mà hỏi sáu này là tượng cho gì? Lục mạch thần kiếm. Đi ra chợ tìm một cái bộ hình phước lộc thọ đem về chưng, mà chụp hình không chịu đọc phước lộc thọ, mà đọc chi 1 2 3, xui quá. Không có gì xui hết, cứ chụp hình. Lỡ hai cô đứng hai bên, thầy đứng giữa, họ không được chụp ba, yên tâm thầy đứng giữa thầy chịu cho. Bây giờ hiểu được cái chỗ đó rồi, giờ nói tới Đại Thế Chí. Đức Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh, Đức Thế Chí, Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Đức Thế Chí là tượng trưng cho cái chí nguyện, hay là tượng trưng cho cái nghị lực phi thường, ý nói là trí tuệ. Cho nên Đại Thế Chí nghĩa là ánh sáng trùm khắp cả mười phương. Ánh sáng này tượng trưng cho dũng mãnh, tượng trưng cho hùng lực. Chúng ta có lòng từ bi nhưng không thể thiếu trí tuệ. Vì chỉ có khi nào chúng ta giúp ai mà chúng ta giúp bằng trí tuệ và từ bi thì cái giúp chúng ta nó mới trọn vẹn. Còn không thì chúng ta chỉ thương mà chúng ta không có hiểu, thì có thể chúng ta làm người thương đó, người mà chúng ta đang thương, đang chăm sóc đó, không cảm nhận được tình thương của mình, bởi vì mình chỉ thương mà không có hiểu họ. Cũng giống như mình cho họ ăn mà chúng ta không biết họ cần ăn cái gì.
cứ bắt họ ngày nào cũng ăn hết mà cái món họ không thích, mà họ không dám nói. Phải nói mình buồn, phải nói mình buồn mà họ ăn thì họ khổ. Cho nên rốt cuộc rồi mình á, thì cứ vô tình làm mãi, còn người kia thì cố ý nuốt hoài. Rốt cuộc nuốt một ngày không nổi nữa, cái nó thôi. Au revoir. Cho nên tiếng Việt gọi, tiếng nhà Phật gọi là gì? Trí bi song vận. Tức là mình cầu nguyện trí tuệ và từ bi cùng một lúc chúng ta vận hành trong cuộc sống. Cho nên mỗi năm hay là lúc nào chúng ta gửi thiệp chúc Tết cho quý thầy hay là quý bạn gì đó, chúc cho bạn thân tâm an lạc, bi trí song vận. Hay là trí bi song vận, hay là giúp cho, cầu nguyện cho bạn từ bi trí tuệ, hai cái nó cùng lúc nó phát sinh. Cho nên Đức Di Đà là sự thanh tịnh, Đức Quan Âm là từ bi, Đức Thế Chí là nghị lực. Mà nếu chúng ta đem cái nghị lực và từ bi này, trí tuệ phò trợ cho Đức Phật, thì Đức Phật có thể làm tất cả mọi sự việc mà không có gì nao núng, không có gì buồn phiền. Cho nên một Đức Phật đứng giữa là tượng trưng cho cái chánh yếu là phải làm, còn hai bên là phò trợ. Giống như mình mở một cái chỗ làm ăn, ví dụ thôi nè, thầy trụ trì hay sư cô trụ trì là cái người lãnh đạo làm việc. Nhưng mà nếu có những Phật tử có trí có bi đầy đủ phò trợ cho vị thầy trụ trì đó thì cái chùa nó phát, phải không? Thành thử ra cái chuyện mà tiếp dẫn chúng sanh về chỗ an lạc là chuyện không có gì trở ngại. Dẫn chúng sanh đưa tới cái chỗ gọi là từ, gọi là cái chỗ là tu hành có kết quả, không có gì trở ngại. Đã hiểu được như vậy đó thì chúng ta thờ mà không có khổ. Vì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang thờ không phải là thờ cái tượng, mà chúng ta đang thờ mỗi hạnh của các vị. Thành tử không nhất thiết phải đầy đủ các tượng, bởi vì trong một là đã tượng trưng cho tất cả rồi. Một tượng cũng đủ. Còn nếu nói đủ, ngàn tượng cũng không đủ, bởi vì muôn hạnh lắm mà, phải không? Thành thử ra mỗi vị là một hạnh, thì một hạnh nó, tất cả hạnh nó nằm trong một hạnh đó. Như hồi sáng mình nói, chỉ cần mình lắng nghe thôi, một lần ngồi xuống lắng nghe là chúng ta thể hiện đầy đủ 6 ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cho nên một hạnh mà làm thì tất cả các hạnh khác đều có. Con là Phật tử mộ pháp của thầy, con thường nghe những bài pháp của thầy, con thích nghe giọng nói dịu dàng êm dịu của thầy. À, con ghi nhớ buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Kính thưa thầy, con còn thích nghe thầy hát nữa ạ. Giọng hát của thầy hay truyền cảm quá. Này vô tới vô lui cũng muốn có một câu thầy hát đi thầy ơi. Cái này nó làm cho Pháp Hòa nhớ cả Việt Nam mình có một cái câu á: cái răng ba láng dàn sáng phong điền. Lấy cái răng ba láng dàn sáng phong điền ra ví dụ vậy đó. Anh có thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo sớm giềng ở cười chê. Cho nên đi đâu đưa đô nó gọn hơn đưa đồ là vậy. Nói thẳng vậy đó. Anh có thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo sớm giềng ở cười chê. Tại đi đâu sách cà ninh cà đang vậy ta thấy. Còn đứa kia lặn lưng quần nó gọn. Thôi bây giờ đáp ứng yêu cầu phải hát. Ừ.
thưa đại chúng, thì thật ra thì cũng đã hết những câu hỏi, còn ba câu còn lại là cùng một ý là yêu cầu hát. Thì hôm nay quả thật là một cái duyên lành và một niềm vui cho Pháp Hòa khi đến nước Đan Mạch này. Thật ra thì Pháp Hòa hụt đi một lần Đan Mạch hồi năm 94. Thì năm 94 là lần đầu tiên qua Âu Châu, nhưng mà lúc đó thì lại không có dịp để đi. Rồi sau này hầu như một năm, hai năm thì cũng có qua Âu Châu một lần, nhưng mà lúc nào cũng rất bận với các cái công việc mà không thể đi đâu được. Và lần này thì đáp lại lời mời của tất cả các nơi ở Âu Châu một phần thôi chứ cũng chưa hết, có lẽ là phải lần sau nữa thì mới có thể đáp ứng đủ những cái nơi mà yêu cầu mình đến. Thì đặc biệt hôm nay đến đạo tràng Quan Âm này, và Pháp Hòa nghe nói là ngày hôm qua 6 giờ chiều Phật tử ở đây mới hoàn tất được cái hội trường này một cách tươm tất như thế này cho chúng ta. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để... Cái này là phải nói là tán thán công đức của đại chúng ha. Cho quý vị thấy không, một cái năng lực mà nó có rồi là tất cả các nó đi tới. Cái này là một sự thật chứ không có thể nói. Khi mà chúng ta có một nguồn động lực nào đó thì tất cả mọi lực nó dồn vào. Cho nên trong kinh có một câu rất hay: nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời, ngàn Phật hộ niệm. Nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Cho nên một người mà làm lành, mà chúng ta trợ duyên, chúng ta hướng dẫn đó, quý lắm. Và cái điều đó công đức vô lượng. Bởi vì cái gì mình làm không được mà người khác làm thì chúng ta sanh tâm tùy hỷ và tán dương. Thì hôm nay đến đây được đại chúng thương, đặc biệt là quý sư cô ở đây thương và chăm sóc, cũng như quý Phật tử lo lắng rất là nhiều. Pháp Hòa xin biết ơn đại chúng rất nhiều. Và tất cả hội chúng có mặt trong chiều hôm nay, đầy cái hội trường này, đã nói lên được tất cả tình thương của quý vị, và đặc biệt là nói lên được cái tâm Phật Pháp của Phật tử ở tại Đan Mạch này. Pháp Hòa nghĩ rằng ngày thường mà còn như vậy, thí dụ một cái ngày nào mà cuối tuần mà một cái lễ thì chắc là còn sẽ đông nữa. Thôi thì cái gì nó cũng có cái buổi đầu tiên, phải không? Người ta thường nói tình đầu là tình cuối, nhưng mà không, cái đó là đời, phải không? Đời nó mới có cái đó. Còn chúng ta là đây là tạo duyên, kết duyên, và chúng ta biết trân giữ cái duyên này, gọi là tích duyên. Và chúng ta luôn luôn trợ cho cái duyên này nó thù thắng, gọi là trợ duyên. Và làm cho cái duyên này không dừng nghỉ, gọi là tăng thượng duyên. Làm cho cái duyên này mỗi ngày mỗi tăng lên. Tăng thượng chứ không phải tăng hạ, tăng thượng duyên. Và người nào trợ cho mình một cách liên tục không dừng nghỉ là đẳng vô gián duyên. Nhiều, nhiều duyên lắm. Mà mình làm được như vậy thì quả thật là cái con đường Phật đạo của chúng ta đang đi một cách rất an lành. Xin cảm ơn và đại chúng, và cả chúc nguyện cho tất cả quý vị được an lành. Và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng, và sau đó mình có văn nghệ gì đó là tính sau. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng.